Chào mừng anh em quay trở lại kênh ẩn số thế giới. Anh em nghe rõ, đời người có hai việc không thể đợi, hai thứ không thể sợ, hai điều không thể lựa chọn. Chọn đó là gì? Sống ở trên đời, bạn cần ghi nhớ những điều sau đây. Một người sống trên đời cần có những quy tắc nhất định. Có như thế, cuộc sống mới trở nên thuận lợi dễ dàng. Có một câu nói nổi tiếng thế này: đời người có hai việc không thể đợi, hai thứ không thể sợ, hai điều không thể lựa chọn. Hai việc không thể đợi. Thứ nhất, hiếu kính với bố mẹ và giữ gìn sức khỏe. Có rất nhiều chuyện trong cuộc sống chúng ta bỏ lỡ và chẳng cách nào quay lại được. Đến lúc nhận ra mới thấy hối tiếc thì đã quá muộn màng. Có nhiều việc chúng ta thường tự nhủ, đợi đến xxx ta sẽ làm, hay đến lúc yyy ta chắc chắn sẽ thực hiện. Nhưng bạn cần nhớ, có hai việc không thể đợi được là hiếu kính với cha mẹ và chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Có rất nhiều người đã hối tiếc khi trong thâm tâm luôn tự nghĩ khi giàu rồi nhất định mua cho bố mẹ ngôi nhà thật lớn để ở cho thoải mái. Khi có nhiều tiền nhất định đưa bố mẹ đi du lịch đó đây khắp năm châu. Và mải mê lao vào công việc mà quên mất rằng hàng ngày bố mẹ vẫn mòn mỏi chờ tin con. Đến lúc thành công quay về thì bố mẹ đã không còn sức để hưởng thụ những gì con mang lại cho họ. Trong lúc suốt thời gian dài họ khổ sở vì thiếu tình thân gia đình. Thực ra các ông bố bà mẹ không cần nhà cao cửa rộng, không cần đi đó đi đây, chỉ cần gia đình đoàn viên tràn ngập tiếng cười là đã vui rồi. Vì thế việc hiếu kính bố mẹ hãy thể hiện ngay từ bây giờ, dù chỉ là những hành động rất nhỏ như gọi điện về nói mấy câu vu vơ hàng ngày, như luôn cho bố mẹ biết nơi mình sẽ đến, sẽ đi trong mỗi chuyến đi xa, hay như thường xuyên sắp xếp để có những bữa ăn đoàn viên gia đình. Việc không thể chờ đợi thứ hai cũng quan trọng không kém là giữ gìn sức khỏe. Có câu có sức khỏe là có tất cả. Không sai, bởi lẽ khi ốm đau bệnh tật mới biết có tiền cũng chẳng thể đổi lại được sức khỏe. Do vậy, dù bận rộn lo cho thành công trong cuộc sống, cũng đừng bao giờ quên vốn quý nhất của chính mình là sức khỏe. Đừng đợi đến lúc sắp mất mới thấy biết yêu cuộc sống này. Hai thứ không thể sợ là cái chết và nỗi cô đơn. Thực tế nói rằng không sợ cái chết thì không thể, dù chúng ta luôn tự biết rằng ai rồi cũng phải chết, tự nhắc nhở mình rằng không có gì phải sợ. Tuy nhiên, dù chấp nhận, dù biết không thể tránh, dù bảo rằng mình chẳng sợ cái chết nhưng rồi ai cũng không thoát khỏi chút rùng mình khi nghĩ đến nó. Tuy nhiên, không sợ cái chết có nghĩa là mình làm sao để chấp nhận cái chết một cách bình tĩnh nhất. Nếu chọn cho mình một cách thoải mái nhất, để chấp nhận cái chết đã là một thành công của mỗi người. Những ngày gần đây, cô bé Hải An đã đi vào lòng người khi bé chết đi, bởi cô bé đã quyết định hiến tặng khi chết để con muốn sau này khi mất đi, những bộ phận vẫn còn tồn tại, vẫn sống trên cơ thể người khác. Hải An chết đi nhưng em đã tặng lại ánh sáng cho bạn khác khi hiến giác mạc cho hai bệnh nhân khác. Nỗi cô đơn cũng đừng sợ dù nó rất đáng sợ, có một câu châm ngôn rằng những người thích cô đơn hay sợ cô đơn chưa chắc là tự kỷ, đó chỉ là tâm lý họ muốn như thế nào. Cô đơn là hiện tượng ta muốn và có thói quen hạn chế với các mối quan hệ mới. Ta thích một mình ngồi và ao ước về cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia, thích nhớ về những mối quan hệ, những buổi vui chơi cùng bạn bè. Vẫn thích lướt Facebook để xem còn ai quan tâm đến ta. Thế nhưng ta lại không thể tự mình tái hòa nhập. Còn Jindy Lin lại cho rằng hiểu quá nhiều, nhìn quá thấu sẽ khiến thế giới của bạn trở nên cô độc. Nên nhớ trên đời này có hai thứ không thể trực tiếp nhìn vào, đó là mặt trời và lòng người. Tuy nhiên thì thoảng tự đưa mình vào chốn cô đơn, tránh cuộc sống tấp nập ngày thường để lắng lại những gì đã qua. Tĩnh tâm và suy nghĩ cho những gì sắp tới cũng là cảnh giới khác của sự cô đơn. Quan trọng là ta đón nhận nỗi cô đơn của mình như thế nào, tránh biến cố thành tự kỷ, xa lánh mọi người và thế giới. Còn thực ra cô đơn không đáng sợ như bạn tưởng. Hai điều không thể lựa chọn là xuất thân và vận may. Có câu rằng con người không thể lựa chọn cha mẹ sinh ra ta. Cũng vậy, có người sinh ra đã ngậm vàng, sống cuộc sống giàu sang không lo nghĩ. Có người sinh ra đã số vất vả, sống cuộc sống long đong lận đận. Không ai chọn được cho mình hoàn cảnh xuất thân. Tuy nhiên xuất thân không quan trọng, quan trọng là bạn vươn lên thế nào trong cuộc sống.
Có một câu chuyện rằng có hai anh em nhà Lọ sinh ra ở một làng quê, cuộc sống bần hàn khiến người cha đi vào con đường trộm cướp và bị bắt đi tù khi hai anh em còn nhỏ. Người mẹ một mình khổ cực nuôi hai anh em lớn lên trong lời chê trách xa lánh của xóm làng. Lớn hơn tí, hai anh em đã đến tuổi lao động. Người anh nhìn hoàn cảnh gia đình xấu hổ vì người cha trộm cắp tù tội, chỉ biết lùi lũi làm thuê làm mướn, sống khổ sống sở qua ngày, vẫn không thoát khỏi lời đàm tiếu đề phòng của dân làng. Người em thấy hoàn cảnh gia đình quyết chí thay đổi tất cả. Anh chào cha mẹ và anh lên đường lập nghiệp. Chẳng bao lâu sau, nhờ lòng lương thiện chí tiến thủ, anh đã gây dựng được một cơ ngơi khá ở thành phố. Anh tích góp tiền về làng xây dựng một ngôi trường khang trang cho trẻ em trong làng đi học. Anh giúp làng xã sửa sang lại những con đường đầy ổ gà. Hành động của người em nhanh chóng khiến dân làng có cái nhìn khác về anh. Họ cảm tạ tấm lòng của anh và cũng từ đó những định kiến về một người cha trộm cắp không còn. Cái nhìn ái ngại dành cho người mẹ và người anh cũng mất dần đi. Cũng không lâu sau, cả làng đã quên mất rằng đây là gia đình có người cha tù tội, mà thay vào đó họ lại nhìn thấy một gia đình giàu lòng lương thiện, luôn giúp đỡ những người khó khăn trong làng. Xuất thân không thể chọn lựa, nhưng chính chúng ta có thể lựa chọn hướng đi cho mình, đó mới là điều cốt yếu. Vận may cũng là thứ mà bạn không thể lựa chọn. Tuy nhiên, xưa có câu, tái ông thất mã cũng là một câu chuyện rất giá trị về vận may, rằng nhiều lúc được không hẳn là may mà mất cũng không hẳn là xui. Có một câu chuyện về một chiếc áo bị vá, chuyện kể rằng Mạnh Quân, một phụ nữ giàu có đang đi bộ trên đường, bất ngờ một chiếc xe máy lao vội qua, đẩy xô ngã xuống đường. May mắn cô chỉ bị xây xước nhẹ nhưng tay áo cô bị rách một đoạn. Chợt nhớ ra nhà bố mẹ gần đó, cô quyết định ghé qua thăm họ thay vì về nhà. Cũng lâu không ghé bố mẹ nên cô đã ở lại đó một đêm và sáng hôm sau bất ngờ lấy áo mặc. Cô thấy vết rách đã được mẹ mình vá lại với những đường kim mũi chỉ thật dày, nhưng cũng rất đẹp khiến cô cảm động. Sáng nay cô có buổi gặp với khách hàng, cô từ nhà bố mẹ đi thẳng đến chỗ gặp và quên luôn chuyện chiếc áo vá. Cô cứ thế mặc chiếc áo bị vá đi khắp nơi, thậm chí vụ bàn bạc làm ăn của cô cũng suôn sẻ, đàm phán xong mọi thứ chỉ hẹn ngày mai ký hợp đồng chính thức, dù trước đó đã kéo dài rất lâu chưa xong. Đến tối muộn về nhà, Mạnh Quân mới chợt nhận ra mình đang mặc chiếc áo rách cả ngày. Cô nhanh chóng cởi ra và ném vào giỏ rác. Sáng hôm sau, đối tác hôm qua thỏa thuận xong đã hẹn ký kết hợp đồng, hoàn tất mọi thứ. Bất ngờ, đối tác hỏi cô, hôm nay không thấy cô mặc chiếc áo khoác ngày hôm qua. Hơi bất ngờ nhưng cô cũng đáp, tôi vừa giặt nó rồi, vị khách tiếp tục. Câu chuyện tổng hợp được rất nhiều ý nghĩa. Từ tình thương thầm lặng của bố mẹ với những đứa con, từ ý nghĩa về vận may, tai nạn chưa hẳn đã xui, áo rách chưa hẳn đã xấu, và mặc áo vá cũng chưa hẳn là điều tồi tệ, mọi thứ đều tùy duyên.